xin chào mọi người, chào các bạn quay trở lại với channel của HPH. Các bạn ơi, hãy nhớ subscribe kênh, đăng ký kênh, like và share các video clip của mình và cho mình thêm thật nhiều động lực để mình ra thêm thật nhiều video hay hơn nữa để gửi tặng đến tất cả mọi người nhé. Thank you mọi người rất nhiều. Và quay trở lại với video chính ngày bây giờ, chúng ta sẽ đến với MV của quán quân rock Việt của bài Double2C. MV mang tên là Đam Mê, kết hợp cùng với Thảo My và Thảo Đen, producer là Hãng Mà. Ok, mình vào xem ngay MV Đam Mê của Double2C cùng mình nhé. Let's get it. 1, 2, 3. Quà có nhiều kiểu, rất là ý nghĩa mọi người. Ngày nào đó mình rơi vào trạng thái ta gọi nôm na là lâm chung, thì trong tay cô chắc chắn sẽ cầm một cây bút đỏ. Tôi sẽ sẵn sàng bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ mọi thứ để đến với cái đam mê đó. Hãy sống với niềm đam mê của mình. Em cảm thấy không hối hận thì những gì mình đã làm cho ngành này. Nếu mà có chuyện gì ra thì em vẫn chấp nhận. Tất cả phải có đam mê với nghề nghiệp thì chúng tôi mới thực hiện được công việc này. Vì bọn em tuổi trẻ cho nên là bọn em có câu là sống hết mình vì đam mê. Wow, như vậy là đây là một cái MV mà tôi không bao giờ hối hận, rất là ý nghĩa của Double2C nha mọi người. Thì sau khi mình xem xong MV này thì mình cảm giác được cái sự gọi là cái sự truyền cảm hứng khá là lớn của Double2T. Thì dường như là sau khi những cái bài sau khi đạt chiếu vô địch rap Việt, cũng như là cái giống như là cái album trước đây của Double2T ấy, thì có vẻ là bạn rapper này cũng đã tập trung vào những cái dự án kiểu như là tập trung vào những cái sản phẩm âm nhạc lan tỏa được cái năng lượng tích cực, lan tỏa được những cái sự truyền lửa, truyền đam mê và lan tỏa được những cái niềm cảm hứng ở trong cái đời sống, cuộc sống hàng ngày, đưa vào trong âm nhạc. Giống như là cái phong cách của anh Đen Vâu vậy. Thường những sản phẩm của anh Đen Vâu cũng thường hay tập trung vào những cái ý nghĩa về mặt nhân văn, ý nghĩa về mặt cuộc sống, ý nghĩa về mặt con người là chính. Thì lần này Double2C cũng sử dụng một cái chất liệu tương tự, cũng sử dụng một cái công thức tương tự và sử dụng một cái concept tương tự như là anh Đen Vâu trước đây. Thì có thể là nhiều bạn cũng nói là Double2C là Đen Vâu phiên bản 2.0 tại vì mình cũng có reaction một cái MV của Double2C cũng mang cái tính chất cộng đồng rất là lớn, là MV Đánh Cắp Mặt Trời đó. Thì sau khi xem xong MV Đam Mê này thì nó cũng mang một cái niềm cảm hứng, nó cũng mang một cái ý nghĩa nhân văn rất là lớn đó. Có nghĩa là có rất nhiều những cái ngành nghề, công việc khác nhau. Thì trong MV này chúng ta có thể để ý là Double2C là ngày xưa là hình như là anh là có mong muốn trở thành một barber, một thợ hớt tóc. Thì đây là Double2C ngồi trên cái ghế thợ hớt tóc nè. Rồi ngoài ra thì trong MV này cũng có cho mình xem những cái hình ảnh về những ngành nghề khác, như là những cái bạn trẻ, những cái bạn nghệ sĩ chơi nhạc nhưng mà là bị khiếm thị đó. Và có cả TikToker, có cả thầy giáo, cô giáo, có cả các anh trong đội phòng cháy chữa cháy, có cả những anh làm nghề siết, diễn viên siết đó. Thì bất kỳ những ngành nghề nào, bất kể là bạn đang làm ngành nghề gì, thì chỉ cần bạn có đam mê cháy bỏng với cái công việc đó thì chắc chắn là bạn sẽ một ngày đó bạn sẽ gặt hái được thành công trong cái lĩnh vực mà mình đang làm. Thì đó là cái ý nghĩa mà mình có thể cảm nhận được khi mà Double2C đưa vào trong cái MV Đam Mê này. Như là cô giáo khá là nổi tiếng ở trên TikTok trong thời gian gần đây ha, cô giáo cũng đã cao tuổi rồi nhưng mà vẫn đam mê, yêu nghề đó, cầm điện thoại livestream để giảng bài, những cái bài học rất là
truyền thống của Việt Nam. Mình có thể để ý là như là cái đằng sau cái bảng, đằng sau cái bảng có cái những cái dòng phấn trắng như là bài như là giải toán hay là giải văn hay gì đó mình không nhớ. Đây là nghệ sĩ hát opera đó, cái ăn phòng cháy chữa cháy rất là ý nghĩa. Có một cái đoạn cuối cùng mà khi mà con nghệ sĩ opera này có tiếng hát lên đó là rất là cao, rất là vang luôn, nghe rất là nổi, nghe nổi hết cả da gà luôn mọi người. Đó, Double Sushi thì là một cái bài hát nó cũng mang một cái màu nhạc khá là quen thuộc của Double Sushi rồi, R&B hip hop và có một đoạn rap trong đó, và những cái lyric thì nó đều là mang một cái ca từ cực kỳ là truyền cảm hứng, những cái ca từ rất là truyền lửa và những cái ca từ rất là nhân văn của Double Sushi mọi người. Không nghe Double Sushi hát các bạn, thì cái vocal của Double Sushi nó cũng khá là mỏng. Thật sự là khi mà nghe cái đoạn intro vào như thế này thì mới có thể cảm nhận được rõ cái chất vocal của Double Sushi rất là nhẹ, rất là nhẹ nhàng các bạn. Thì khá là khác so với cái tiếng vocal khi mà anh rap, thì khi mà anh rap thì nghe nó kiểu như nó style hơn, kiểu như là nó có một chút gì đó kiểu nó cool hơn chút xíu, nó ngầu hơn một chút xíu. Nhưng mà khi mà Double Sushi hát á, vocal thì nó nghe khá là khác nhiều luôn á so với cái tiếng vocal mà khi mà Sushi rap các bạn. Đó thì những cái câu hát rất là kiểu như là bộc bạch tâm sự á, đôi lúc tôi muốn dừng lại chỉ để đi đến nơi mà không có một ai. Này chắc là TikToker nào mọi người, các bạn biết tên và comment ở dưới với mình nhé. Đó, cái đoạn rap khá là hay á, đoạn rap khá là ổn của Double Sushi. Khi mình xem những hình ảnh của các anh phòng cháy chữa cháy nè thì mình cảm nhận được rất là nể phục mọi người, mình rất là, thật sự mình rất là khâm phục những bạn, những anh, những chị mà làm việc trong những cái ngành mà hy sinh cả tính mạng, hy sinh cả sự an toàn của bản thân để giành lấy và để đổi lấy một cái, để đổi lấy một cái bình yên, để đổi lấy một cái sự an toàn cho người dân của Việt Nam á, thì mình cảm giác rất là khâm phục luôn mọi người. Đó thì khi mà xem MV Đam Mê này thì mình nó truyền cho mình thêm những cái động lực rất là lớn để mình có thể tiếp tục cái công việc mình đang theo đuổi, công việc mình đang làm. Đó thì khi mà xem những cái hình ảnh mà những cô mình phải gọi là bà luôn thì phải, đó, đam mê rực lửa với nghề, những anh chị làm trong những cái ngành nghề mà nó rất là nguy hiểm đến sức khỏe nè, nguy hiểm đến cả tính mạng, thậm chí là cả cả sự hy sinh của mình để có thể tiếp tục đam mê với cái công việc, mà sự cảm giác rất là khâm phục mọi người. Các bạn rất là giỏi đó, cho nên là mọi người hãy cứ cố gắng giữ lửa và cứ cố gắng tin vào bản thân mình, thì một ngày nào đó các bạn sẽ gặt hái được những cái quả ngọt, những cái thành công trong cái lĩnh vực mà các bạn đang theo đuổi nhé. Chúng ta nghe lại đoạn rap của Double Sushi đi. Nghe rất là cháy và rất là vang và sáng của ca sĩ opera. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip reaction của mình đến phút này. Và thấy vui, đã thay cho mình làm xem một comment nhé. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh HPS của mình và các bạn subscribe kênh cho mình nhé. See ya, hẹn gặp mọi người.